Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Trong 2 đến 3 ngày tới, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phát triển và mở rộng, gió tại các vùng biển phía Bắc, bao gồm vịnh Bắc Bộ, vùng biển của miền Trung, khu vực Bắc và giữa biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, đều thịnh hành hướng Nam, cường độ khoảng cấp 4. Riêng phía Bắc vịnh Bắc Bộ, gió mạnh hơn 1 cấp, đạt lúc cấp 5, chiều tối có lúc cấp 6 nên biển động nhẹ. Thời tiết tại các vùng biển phía Bắc phổ biến là ít mưa nên tầm nhìn thông thoáng trên 10 km. Trong khi đó, các vùng biển còn lại của phía Nam bao gồm từ Vũng Tàu đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió hướng Tây Nam phổ biến cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, mưa dông tiếp tục có xu hướng xảy ra nhiều nơi trên khu vực, kèm theo khả năng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, do chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng hơn, nên trong đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ, nói chung trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, sẽ phổ biến có hướng Nam, cường độ cấp 5, chiều tối có lúc đạt cấp 6, nên tàu thuyền nhỏ của bà con khi lưu thông cần lưu ý vì tình trạng biển đôi lúc động nhẹ. Tuy nhiên, thời tiết tại đây trong 2 đến 3 ngày tới sẽ ổn định, trời có mây thay đổi và tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Nằm xa hơn về phía Nam nên dọc theo vùng biển miền Trung, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn. Trong đêm nay, ngày mai cũng như vài ba ngày tới, gió có hướng Nam hoạt động với cường độ trung bình nên không gây biển động. Sóng cao dưới 2 mét. Ban ngày trời có nắng, tầm nhìn tốt, mưa hầu như ít có khả năng xảy ra nên thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt gần và xa bờ của bà con ngư dân. Xuống đến tuyến hải trình Vũng Tàu, Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng Tây Nam, cường độ ở khoảng cấp 4, tình trạng biển bình thường. Ban ngày thời tiết nắng ráo nhưng về chiều và tối thì mưa dông khả năng xuất hiện rải rác nên tàu thuyền cũng nên lưu ý với tầm nhìn giảm hơn trong cơn mưa. Thời tiết và tình trạng biển như hiện tại sẽ còn kéo dài trong 3 ngày tới. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, gió Tây Nam hoạt động khá yếu nên tình trạng biển ổn định, sóng thấp dưới 1,5 mét. Ban ngày thời tiết nắng ráo, tầm nhìn thoáng. Tuy nhiên, về chiều và tối thì mưa dông xuất hiện nhiều nơi nên bà con ngư dân cần cảnh giác với tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.